Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị. Một bài hát thật lãng mạn. Tiếp theo cũng là một bài không tên nữa của nhạc sĩ Vũ Thành An. Nó không quá buồn và nó có một cái hơi thở hoàn toàn khác so với bài không tên khác ạ. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe bài không tên số 8. Hãy cùng phiêu diêu với bài hát này nha. Mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay về sau,
rất nhiều. Thưa quý vị, thời gian thì còn một chút xíu nữa thôi, mà còn hai ca sĩ được quý vị rất yêu thương và Thiên Quyên cũng rất thích luôn. Đương nhiên rồi, có đang chờ đợi để ra sân khấu để hát cho quý vị nghe nữa. Thế nên là Quyên sẽ tranh thủ bây giờ Quyên sẽ hát chừng 6 phút khoảng 3 bài để tặng cho. Và những bài hát vừa rồi là những bài hát trữ tình, những ca khúc bất hủ. Những bài hát ngay sau đây cho Quyên hát tặng quý vị là những ca khúc nhạc trẻ. Có thể cho Quyên tự đặt những liên khúc ngay sau đây gửi quý vị là liên khúc những bài hát rất quen thuộc. Có thể nói là có những bài 10 năm đêm nào Quyên cũng hát, có những bài thì trẻ hơn chút, thì chừng 8 năm. Mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc ngay sau đây. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc nay đang không buồn sầu. Nếu như ngày đó tiếng yêu cũng phai màu, thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó anh không nhớ dối, thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối, nghe lòng đất tôi một mình em về chốn xa xôi. Nhìn nhau trong bao nhiêu giờ sao em nhớ đâu? Một ngày nắng hạ, sống sao căn cơ. Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay. Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợ. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi? Trắng xóa cho tân thu quên tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho mong người nơi. Về đây anh tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây anh một trời tiếc nhớ, cho tân thu trời vẫn ai, mình hãy sang cùng đêm thêm dài. Ta bên
trời ân ái, mình hãy sống vươn lên trời xa. Ta bên nhau quên hết cũ xưa, vui bên nhau cho em đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Gần bên nhau. Xin chào mừng quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất. Chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, bình an và trở nên hạnh phúc. I love what you. Quý vị một lần nữa, trân trọng cảm ơn quý vị ạ. Vâng, và anh ơi, quên sợ là không còn giờ nữa. Dạ. Thế nếu ví dụ mà One More thì quý vị muốn nghe về gì ạ? Dạ. Nhật ký đời tôi ạ? Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đêm thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được. Lần sau Quyên sẽ hát nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.